Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube của Tinh Tế và mình là Đan Anh. Trong video ngày hôm nay thì Đan Anh sẽ chia sẻ cho mọi người những trải nghiệm của mình với chiếc TV Neo QLED 8K này của Samsung. Và những chia sẻ này thì sẽ không dừng lại ở việc là xem phim ảnh, truyền hình hay là xem đài, mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái trải nghiệm khác bởi những cái tính năng mà chiếc TV thông minh này có thể mang lại, bởi vì nó còn có nhiều vai trò khác bên cạnh cho phép chúng ta xem phim ảnh. Vậy thì những cái vai trò mà chiếc TV này sẽ mang lại là gì thì mọi người hãy cùng mình theo dõi đến cuối video này nhé. Ok, và trước tiên thì Đan Anh sẽ chia sẻ cho mọi người một chút xíu về điểm khác biệt của dòng TV Neo QLED 8K này của Samsung với những cái dòng QLED trước đây. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy chiếc TV đằng sau mình đang hiển thị một nội dung tràn màn hình và mọi người có thể thấy là hầu như nó không có viền. Đây giống như là một điểm về thiết kế rất là đặc biệt khiến cho Neo QLED của Samsung trở nên rất là độc đáo. Khi mà chúng ta mở bất kỳ một cái nội dung nào full màn hình ở trên chiếc TV này sẽ có cảm giác như cái khung cảnh nội dung nó đang được lơ lửng trong cái không gian. Vậy cho nên là chúng ta sẽ cảm nhận được sự đã bắt cũng như là chân thực hơn khi mà xem những cái nội dung trên này. Tiếp theo nữa thì chiếc TV Neo QLED 8K này của Samsung cũng sử dụng công nghệ đèn nền là mini LED cho phép kiểm soát vùng sáng và vùng tối tốt hơn. Cho nên là những nội dung phim ảnh mà có nhiều màu đen cũng sẽ được thể hiện một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Ngoài ra thì dòng Neo QLED này của Samsung cũng sử dụng con chip Quantum, cho nên là nó sở hữu 16 hệ thống neuron thần kinh nhân tạo, khiến cho những cái nội dung phim ảnh nó cũng sẽ trở nên phù hợp hơn với chất lượng hiển thị của chiếc TV này, thì mình sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Và cuối cùng là những cái tính năng nâng cấp nổi bật như là chia đôi màn hình, multi view cho phép xem nhiều nội dung trên cùng một màn ảnh. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể thực hiện những cái tính năng khác như là đồng bộ với máy tính, điện thoại, thực hiện những cuộc gọi họp Google Duo v.v. Đầu tiên thì mình sẽ nói cho mọi người về công nghệ Quantum Matrix Pro của Samsung. Khi mà nghe đến công nghệ này thì chắc hẳn là mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái việc kiểm soát vùng sáng và vùng tối để xem những cái nội dung phim ảnh tốt hơn. Tuy nhiên như mình cũng có chia sẻ với mọi người thì những cái tính năng ngày hôm nay mà mình chia sẻ nó sẽ không liên quan quá nhiều đến việc xem phim ảnh. Tuy nhiên thì công nghệ Quantum Matrix Pro này của Samsung sẽ có một cái công nghệ là Blacklight Dimming giúp kiểm soát những cái bóng đèn mini LED, giúp cho đó có thể kiểm soát được tốt hơn. Và những cái bóng đèn Quantum mini LED này của Samsung thì cũng sẽ có kích cỡ nhỏ hơn 40 lần so với những đèn mini LED khác, và công nghệ chiếu sáng của nó thì cũng sẽ gấp hơn 1,5 lần so với công nghệ Quantum Matrix trước đây độc quyền của Samsung. Công nghệ này sẽ giúp cho việc tăng giảm độ sáng của bóng đèn mini LED trở nên dễ kiểm soát hơn, và khi mà chúng ta xem những nội dung phim ảnh hoặc là xem hình ảnh trên chiếc TV này thì cũng sẽ cảm nhận được là màu đen nó sẽ sâu hơn và vùng sáng sẽ sáng hơn, cũng như là hạn chế cái việc những cái vùng màu đen trong những cái thước phim nghệ thuật nó không có làm đen cho có, hoặc là những cái vùng sáng thì sẽ bị loang sáng. Nói về một chút phim ảnh á, thì trên chiếc TV này mình cũng đã thử xem qua và trải nghiệm rất là nhiều cái bộ phim mình yêu thích. Và đặc biệt là những bạn nào yêu mến những bộ phim điện ảnh đậm chất nghệ thuật thì sẽ chú trọng về cái vấn đề này rất là nhiều. Mình lấy ví dụ chẳng hạn như là bộ phim Midnight in Paris, là một cái bộ phim mà khi về giữa đêm của Paris nước Pháp á, thì đạo diễn cho những cái khung cảnh tối hiện lên rất là nhiều, đèn đường, bóng đèn đường nè. Cho nên là nếu như một chiếc TV có thể thể hiện được rõ rành mạch giữa hai cái vùng sáng vùng tối như thế này thì sẽ rất là tốt để người dùng chúng ta có thể cảm nhận được những nội dung sâu hơn trong bộ phim. Và tạm gác lại cái chuyện phim ảnh ở đó, thì với cái ứng dụng này thì Đan Anh cảm thấy là có một điểm rất là hay. Khi mà khách đến nhà thì Đan Anh sẽ mở những nội dung có thể là video đang chạy như trên màn hình này, hoặc là mở bất kỳ một cái bức tranh tĩnh nào và để yên đó. Và cũng giống như là một khung cảnh thực tế. Như mọi người có thể thấy đây là mình đang mở hình một cái lò sưởi, thì nó sẽ làm tăng thêm cái độ thẩm mỹ cho ngôi nhà của chúng ta, góp phần làm nên cái tinh thần cũng như là độ sang trọng hơn. Và thậm chí là khi mà khách tới nhà của mình không nhất thiết là họ phải cùng mình xem một cái bộ phim nào đó, mà mình chỉ cần mở một cái màn hình chờ như thế này thôi thì cũng đã tạo ra một cái không khí rất là ấm áp và gần gũi. Và tất nhiên là khi mở những cái nội dung như thế này với viền cực kỳ mỏng và hầu như nhìn vào là không thấy viền luôn, cộng với công nghệ Quantum Matrix Pro của Samsung thì sẽ tạo cho phần nội dung được hiển thị trên TV này vô cùng chân thực.
Tiếp theo thì mình sẽ nói về bộ xử lý Neo Quantum 8K. Đây là bộ xử lý cho phép TV có thể tự kiến tạo và nâng cấp những cái hình ảnh làm sao đạt đến chuẩn 8K để người dùng chúng ta có thể thoải mái xem những cái hình ảnh chất lượng chi tiết nhất và đúng màu nhất trên chiếc TV này. Nó sẽ sử dụng hệ thống neuron 16 thần kinh để có thể mô phỏng lại tất cả những cái nội dung theo chuẩn 8K cho chúng ta có thể xem. Với độ phân giải này thì TV sẽ không những cho phép chúng ta trải nghiệm những cái bộ phim với chất lượng hiển thị chi tiết hơn và sắc nét hơn, mà nó còn có thể ứng dụng được trong những cái công việc khác, chẳng hạn như là việc hay phải xử lý hình ảnh. Với độ hiển thị này thì nó sẽ đáp ứng 100% giải màu DCI P3 và 1 tỷ màu sắc khác nhau. Bạn có thể sử dụng chiếc TV này để làm việc, những công việc liên quan đến hậu kỳ ảnh, thiết kế, chỉnh sửa ảnh. Và sau đó thì khi mà nó hiển thị trên những thiết bị khác như là để trình chiếu hay là xem trên thiết bị của những người khác thì nó vẫn giữ nguyên được màu sắc chính xác đó. Như mình có đề cập với mọi người về tính năng Multi View, đây là một cái tính năng khiến cho chiếc Neo QLED này của Samsung khác với những cái thế hệ TV đời trước. Và với tính năng này, nó giúp chúng ta làm được rất là nhiều việc. Với kích cỡ màn hình là 65 inch, có thể tận dụng để mở nhiều nội dung khác nhau một lúc trên chính chiếc màn hình này. Chẳng hạn như là mình có thể vừa kết nối nó với lại chiếc laptop của mình, sau đó thì dựng video trên Final Cut. Và tới những cái đoạn nào mình không biết, mình có thể mở thêm một màn hình thứ hai trên YouTube để hiển thị video hướng dẫn chỉnh sửa. Và thực tế thì mình cũng chỉ cần kết nối với bàn phím và chuột thôi là đã có thể chỉnh sửa video trên chính chiếc TV to như thế này với màu sắc chính xác như thế này. Chưa dừng lại đó thì tính năng Multi View này đang anh thấy là nó cũng ứng dụng được rất là nhiều những cái ngữ cảnh sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như là nếu như bạn đang thích xem những cái nội dung này nhưng mà cái người đang cùng bạn xem TV lại không thích thì chúng ta hoàn toàn có thể chia TV này làm những khu vực khác nhau. Khi mà chúng ta xem cùng nhau một lúc thì hoàn toàn vẫn có thể điều chỉnh âm lượng cho từng nội dung được. Chúng ta có thể để cho âm lượng cân bằng nhau đồng đều, hoặc là một bên to hoặc một bên nhỏ, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái kết nối Bluetooth với tai nghe để một bên thì dùng cho loa ngoài và một bên sẽ nghe qua tai nghe. Điều này vẫn có thể diễn ra song song và rất là tiện lợi. Và với Multi View này, khi bạn kết nối với những thiết bị khác nữa thì nó sẽ mang lại chúng ta rất là nhiều công năng để sử dụng. Chẳng hạn như là bạn có thể kết nối với webcam. Chiếc TV này cũng trở thành một huấn luyện viên tại nhà cho bạn trong những bài tập yoga hay là những bài tập fitness. Và tất nhiên là với một cái màn hình to 65 inch như thế này thì bạn có thể tận dụng để tham gia những cuộc gọi họp online để chúng ta có thể nhìn những cái đối tác cũng như là quan sát được những nội dung ở trên một cái màn hình to để cuộc họp có thể diễn ra trôi chảy và xuyên suốt hơn. Một tính năng nữa có tên là Super Ultra Wide Game View giúp chúng ta ngoài việc tận hưởng những cái phim điện ảnh thì chúng ta cũng có thể chơi game được trên chiếc TV này. Bên cạnh việc hiển thị những hình ảnh sắc nét với chất lượng 8K thì chiếc TV này có tần số quét là 120Hz sẽ mang lại cái trải nghiệm mượt mà và sống động hơn. Ngoài ra thì nó còn có một công nghệ là FreeSync Premium Pro cho phép đồng bộ FPS của máy tính ở game và trên chiếc màn hình này để giảm thiểu cái tình trạng bị xé hình khi mà chơi game. Và khi mà chúng ta chơi game với tính năng Super Ultra Wide Game View như thế này thì hoàn toàn có thể điều chỉnh tỷ lệ khung hình ra thành 21:9. Và những bạn nào đã từng chơi qua những cái game nhập vai chẳng hạn như là PUBG hay là Liên Minh Huyền Thoại thì mọi người sẽ biết một góc nhìn rộng hơn sẽ giúp cho chúng ta tăng cơ hội khả năng chiến thắng và cái cảm giác chơi game cũng đã và chân thật hơn, đúng không? Và tiếp theo nữa sẽ là công nghệ Object Tracking Sound Pro. Đây là một công nghệ giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm âm thanh sống động hơn và thực tế hơn. Ngoài việc là áp dụng trong cái việc xem phim trở nên chân thật hơn khi mà chúng ta cảm nhận được những cái âm thanh phát ra từ mọi phía thì nó cũng sẽ áp dụng được khi mà chúng ta chơi game. Đặc biệt là bạn có thể nghe tiếng kẻ địch của xung quanh phát ra từ vị trí nào để chúng ta có thể điều chỉnh góc chơi cho phù hợp. Và cuối cùng là một cái tính năng đồng bộ và kết nối giữa chiếc TV Samsung này với những cái sản phẩm gia dụng trong nhà của Samsung thì Đan Anh cảm thấy đây là một tính năng cũng rất là hay, nhắc nhở cho chúng ta biết việc cần làm. Chẳng hạn như trước đây nếu như chưa sử dụng đến tính năng này, mình hay bỏ đồ ở đó để giặt trong máy giặt. Sau khoảng gần hơn một tiếng thì mình sẽ quên luôn là đồ đã giặt xong hay chưa và mình sẽ để đồ trong đó. Thì nếu như mà mọi người để trong đó quá lâu, đồ đang còn ẩm thì nó sẽ rất là dễ có mùi và thậm chí là chúng ta phải giặt lại. Bây giờ thì khi mà mọi người kết nối chiếc máy giặt Samsung đó với chiếc TV Samsung này thì dẫu như mà chúng ta có đang xem phim thì cũng sẽ được chiếc TV nhắc nhở là đồ đã giặt xong. Và chúng ta hoàn toàn có thể chủ động biết được điều đó để đem đồ đi giặt sau đó quay lại xem phim tiếp. Và đó là những tính năng mà chiếc TV Neo QLED 8K này của Samsung mang lại, bên cạnh việc cho chúng ta trải nghiệm những bộ phim, những nội dung truyền hình sắc nét hơn, đã hơn và chân thật hơn thì nó cũng mang lại rất là nhiều tính năng đi kèm, không chỉ riêng chuyện xem truyền hình, nào là làm việc, nào là giải trí, nào là tập thể dục.
Và đó là tất cả những tính năng mà Đăng Anh muốn chia sẻ cho mọi người từ chiếc TV Neo QLED 8K này của Samsung. Bên cạnh chuyện nó là một chiếc TV cho phép trải nghiệm những chất lượng hiển thị hình ảnh với những bộ phim sắc nét hơn, thì nó còn giúp ích được rất là nhiều việc khác cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và mọi người thấy sao về những tính năng mà Đăng Anh vừa chia sẻ thì cũng đừng quên để lại phía dưới và bình luận cho Tinh Tế cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.